đốt thực bì gây cháy rừng, kiểm lâm nhận lỗi trước dân. Trong quá trình thực hiện giảm vật liệu cháy góp phần phòng, chống cháy rừng, lực lượng chức năng đã thực hiện không đúng phương án, dẫn đến cháy rừng. Ngày 11 tháng 4, khoảng 100 người dân có mặt tại nhà văn hóa thôn Phượng Áng, xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa để đối thoại với cơ quan chức năng xung quanh vụ đốt thực bì gây cháy rừng, rừng sản xuất trên diện rộng. Đại diện hạt kiểm lâm thị xã Nghi Sơn cho biết, tại lô 12, 13, khoảnh 3, tiểu khu 658, lực lượng chức năng tiến hành làm giảm vật liệu cháy, phát dọn, chặt tỉa cây thông tái sinh để lại mật độ không đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, quá trình chặt cây gây phản cảm, vấp phải nhiều ý kiến của người dân. Việc đốt không được kiểm soát và không thông báo tới các hộ dân, gây ảnh hưởng đến cây của người dân đã trồng trên đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ, gây bức xúc cho các hộ. Diện tích đã thực hiện là 5,5 hectare. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 36 cây thông có đường kính 15cm bị chặt hạ và nhiều cây gỗ lớn khác chưa được kiểm đếm cụ thể. Sau khi phát hiện sự việc, hạt kiểm lâm thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo dừng triển khai phương án khắc phục các tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện. Hiện nay đơn vị đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ số cây bị thiệt hại do không thực hiện đúng phương án để xử lý vi phạm theo quy định. Ông Nguyễn Trần Phương, hạt trưởng hạt kiểm lâm thị xã Nghi Sơn cho biết, trách nhiệm để xảy ra những vi phạm nêu trên thuộc về chủ rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn. Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên một phần cũng là do cơ quan có trách nhiệm chưa làm tốt công tác tuyên truyền trong việc thực hiện phương án làm giảm vật liệu cháy. Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn đã chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án không đúng quy định để xảy ra tình trạng chặt hạ cây tái sinh không đúng mật độ. Không theo phương án, cố tình chặt hạ những cây thông tái sinh có đường kính lớn, tổ chức đốt, dọn không đúng quy định gây cháy lan ảnh hưởng đến cây trồng của người dân. Hạt kiểm lâm đã không sâu sát, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi chặt phá rừng không đúng quy định. Chúng tôi nhận lỗi với nhân dân thôn Phượng Áng, đồng thời đơn vị sẽ có trách nhiệm kiểm tra, làm rõ để xử lý cán bộ được phân công không hoàn thành nhiệm vụ. Ông Nguyễn Trần Phương, hạt trưởng hạt kiểm lâm thị xã Nghi Sơn nói tại buổi đối thoại. Đối với cây trồng của người dân bị thiệt hại do hành vi đốt, chặt rừng làm giảm vật liệu cháy, ông Phan Xuân Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, người dân tổ chức kiểm đếm, thỏa thuận đền bù thiệt hại. Ngoài việc kiểm đếm, thỏa thuận đền bù thiệt hại cho người dân, lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ ai đã chặt hạ trái phép số cây thông trên, hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định.